chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói sơ qua về cái món đang hot trên thị trường, đó là món sữa tươi trân châu đường nâu, hay còn gọi là đường đen. Món này rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là hot trên thị trường trong những cái ngày gần đây thôi. Và ở đây thì mình cũng làm sẵn cái trân châu rồi. Về trân châu á, để làm nhanh thì mình sử dụng trân châu loại trân châu tí hon. Về cái bước thực hiện nấu trân châu thì cũng y như là nấu trân châu bình thường, nhưng mà điểm đặc biệt cuối cùng á, khi mà mình ngâm trân châu thì thay vì mình sử dụng nước đường hoặc là mật ong như trước đây thì mình sử dụng syrup đường nâu, hoặc là mình pha đường nâu với lại nước sôi để cho ra một cái hỗn hợp đường nâu. Đây là loại đường gọi là brown sugar, xuất xứ từ Hàn Quốc. Sau khi ngâm trân châu khoảng 15 phút với đường nâu là mình có thể sử dụng được rồi. Lúc này mình chỉ cần cho ra ly và đổ thêm sữa tươi. Nếu bạn nào thích thì có thể thêm đá vào cũng được. Còn mình thì mình sử dụng sữa tươi thanh trùng để lạnh và không đường. Bởi vì khi để trân châu vào thì mình cũng cho luôn cái nước ngâm trân châu làm từ syrup đường nâu, nên nó có cái độ ngọt rồi. Và sữa thanh trùng nó cũng có cái độ béo và cái độ ngọt tự nhiên nhất định, nên uống vào nó sẽ vừa miệng chứ không có phải là quá lạt. Món sữa tươi trân châu đường nâu này thì đơn giản nhưng cũng rất là ngon. Và để tạo nên được cái hương vị thơm ngon đặc biệt này thì nguyên liệu rất là quan trọng. Ở đây mình sử dụng trân châu hoa chân, loại tí hon, kết hợp với đường nâu của Hàn Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng syrup đường nâu pha loãng. Loại đường nâu này với cái trân châu hoa chân nó có mấy cái hương gần đồng nhất với nhau. Còn vị thì ngọt, thanh và cũng rất là ngon. Rồi, giờ thì đến các bạn thử và cho mình cảm nhận nha.